Hello, chào các bạn. Trong video này, Peter muốn hướng dẫn các bạn cách một cách hay nữa để chúng ta tìm lại những cái tấm hình trong cái catalog của chúng ta. Như các bạn cũng biết rồi đó, sau nhiều nhiều lần đi chụp hình thì các bạn về nhà, các bạn bỏ hình vô vô máy thì rất là nhiều thể loại hình. Ha, thì bây giờ cái cách nào để mà mình kiếm hình hữu hiệu nhất và nhanh nhất? Thì trong những cái video vừa rồi, Peter có đã hướng dẫn cho các bạn là cách đánh 5 sao rồi cách đổi tên những tấm hình. Thì những cái việc mà mình làm đó, nó rất là tốt cho cái vấn đề tìm lại hình. Ví dụ như một tờ báo họ muốn xin một tấm hình mình chụp ở Châu Đốc, hoặc là một tấm hình mình chụp ở Hà Giang hay là gì đó, thì mình phải biết là thứ nhất là cái tấm hình mình nó nằm ở đâu, và thứ hai nữa là mình phải có một cái cách để tìm nó ha. Thì nếu mà các bạn nào mà theo dõi cái video mà đổi tên cách đổi tên những cái tấm hình của mình á, thì các bạn sẽ hiểu là sau khi coi cái vấn đề mà tìm hình này, các bạn sẽ thấy cái hữu hiệu của cái vấn đề đổi tên đó. Ok, bây giờ mình đang ở trong cái library đây. Ở trong cái catalog đây, mình đang ở trong cái cụm library. Thì á, các bạn thấy ở trên này nó có một cái thanh, nó gọi là library filter ha, và nó có bốn cách cho mình kiếm kiếm hình. Thứ nhất là cách là text ha. Thì bây giờ ví dụ như Peter sẽ demo cái mình bấm text đây ha. Thì bây giờ một tờ báo người ta hỏi là ô anh có những cái tấm hình Châu Đốc không, cho em xin một tấm hình. Thì mình vô đây mình có thể đánh cái chữ Châu Đốc, ví dụ như vậy, thì á nó sẽ liệt kê lên tất cả những cái tấm hình có cái chữ, có cái tên Châu Đốc, để Peter làm cái thumbnail này nó bự lên một chút. Đó, các bạn thấy nè, những cái này là những cái hình Châu Đốc của Peter có cái tên Châu Đốc. Đó, thì khi mà Peter đổi tên hình á là Peter đổi theo cái hình chụp ở đâu. Đó, thì nó rất là tiện lợi cho cái vấn đề là mình quay lại để mình tìm tấm hình. Đó, đây là tất cả những cái hình Châu Đốc của trong catalog này. Ví dụ như ngày mai người nào khác hỏi Peter có hình Bảo Lộc không? Đây, thì mình đánh chữ Bảo Lộc. Đây, tất cả những cái hình trong cái catalog này Bảo Lộc. Cho nên cái cách mà tìm hình theo cái tên như vậy cũng rất là hay ha. Rồi, có một cách khác. Bây giờ mình qua cái attribute. Mình qua cái attribute. Rồi, cái cách này là cái cách mình có thể kiếm những cái tấm hình mà 5 sao đó, cũng giống như là trong cái video trước Peter hướng dẫn các bạn là mình tìm ở dưới đây nè ha. Thì cái dưới này với cái trên này là nó giống y hệt nhau đó. Thì giả tưởng như bây giờ Peter muốn tìm những cái tấm hình mà 5 sao, Peter bấm cái 5 sao này đó, nó sẽ liệt kê 44 tấm hình trong 229 tấm hình, có 44 tấm hình Peter đã đánh 5 sao đó, thì nó hiển thị lên 44 tấm hình này cho mình biết để mình làm việc. Ok, đó. Còn khi mà mình không muốn nó lọc ra thì mình bấm cái chữ nên này. Khi mình bấm chữ nên này nó trả cái caro lại cho mình, là nó hiển thị hết tất cả những cái tấm hình mình có ha. Cái tiếp là metadata, là một trong những cái Peter thấy cũng rất là hay. Mình khi mà bấm cái này là các bạn sẽ thấy cái này rất là hay. Nó liệt kê nhiều cái thông tin lắm. Trong cái số hình của Peter là Peter có hai tấm hình chụp năm 1980, hai tấm 2004, 2005, 13 tấm 2007, 18 tấm 2008. Tất cả những cái tấm hình mình chụp theo năm là nó liệt kê lên cho mình theo năm. Giả tỷ như ai hỏi Peter trong năm 11 anh chụp mấy tấm, anh có bao nhiêu tấm hình, hoặc là năm 2012, thì mình bấm ở đây mình nó sẽ liệt kê lên cho mình là 34 tấm hình trong cái năm 2012 ha. Cái đó là một cái cũng rất là hay. Cái thứ hai nữa là nó cho mình liệt kê theo loại máy. Thì các bạn thấy đây là Peter đã trải qua rất là nhiều, chụp rất là nhiều loại máy, từ 5D lên tới 5D Mark II, rồi 20D, 40D, 50D. D60 là một trong những cái máy mà 8 năm trước, rồi Sony NEC 5, NEC 7, Sony A77. Thì một người nào đó nói là tôi muốn coi những cái tấm hình mà anh chụp của cái máy NEC 7, thì mình bấm đây, nó sẽ liệt kê lên 30 tấm hình chụp bằng cái loại máy đó ha, cũng hay lắm. Và kế bên nữa là loại ống kính. Thì anh có thể cho tôi coi một tấm hình anh chụp
bằng ống kính 16-35 ví dụ vậy. Thì đây nó có một cái hình này, nó có một cái tấm, Peter có một tấm chụp bằng 16-35 đó, thì mình bấm này sẽ liệt kê đây lên. À, hoặc là tôi muốn coi một tấm hình anh chụp bằng ống kính 50-18 ví dụ vậy, hoặc là 50-18 thì Peter có 24 tấm, mình bấm cái này nó sẽ liệt kê lên đó. Cho nên cũng rất là hay cái phần metadata này, nó cho mình coi tổng quát tất cả những cái tấm hình của mình và chụp bằng máy gì và ống kính như thế nào. Kế bên đó là label. Label là cho tôi coi những cái tấm hình mà anh đã đánh dấu màu xanh dương, blue, 8 tấm hình. Đây, đây là 8 tấm hình Peter đánh dấu màu xanh dương. Ok, thì khi vô xử lý hậu kỳ, Peter sẽ hướng dẫn các bạn là tại sao Peter đánh dấu hình theo màu. Ha, nó có lý do. Hoặc là coi những tấm hình mà Peter đã đánh dấu màu đỏ. Bấm đây, nó sẽ liệt kê lên 5 tấm hình màu đỏ. Đó, thì cái cách này là cái cách mà mình có thể coi tổng quát tất cả những cái hình mình có trong catalog, và mình có thể kiếm những cái tấm hình theo theo năm, theo loại máy chụp hình, theo loại lens. Ha, rất là hay. Ok, mình bấm nên thì mình trở lại bình thường. Ok, rồi, ok, tới đây chấm dứt cái video. Chúc các bạn một ngày vui.